nguyên combo luôn, nguyên combo luôn. Không cho mũ nguyên combo luôn à. Có nhiều màu nha. Dạ dạ. Ăn gì lựa đi chị. Bông này là em có nhiều màu nha, đủ màu hết trơn nha. Vô vô chỗ vô. Nguyên combo chị có mấy cái bộ nhà ba chị em. À, đủ ba màu không? Có màu. Dạ dạ rồi. Hai ba màu luôn. Nguyên combo vậy ba màu. Bước màu. Có nhiều màu lắm, nhiều màu lắm. Một mười tháng mười. Đi bắt mười tháng mười hả? Ngoại có muốn đó hả? Thôi bà ngoại đem vô cái gì mà bóp ha rồi. Chỗ nào mà nói cho mấy mẹ giúp có là uống. Cái cho đây đi, cái cho trong này đi. Đâu cái dù lên bày binh múa trận lên. Dạ bà con cô bác đến hội quán để ăn bánh xèo cả nhà ơi, chủ nhật nào là cũng có. Con này đồ si. Dạ đồ si. Dạ tổn thương đó. Dạ không có tổn
Ăn nha, ok không? Trời đất ơi, khách hàng của An Nam mà không biết cả nhà ơi. Trời ơi, con xin lỗi cô chú nghe. Dạ. Xíu mà con kéo lên trên để cho mọi người nhìn thấy. Dạ. Nói chung là cứ phải đeo vậy đó, con đeo bánh kẹo thôi chứ không có gì trên. Dạ. Cô chú ngồi nha. Dạ. Ê da, đêm chủ nhật có bầu vui à. Dạ. Ông thấy hát về nhà hát chưa luôn á. Coi cái clip vàng này rồi. Chưa coi rồi. Dạ có coi trình trình. Đừng có sợ hỏi chị là đồ thiệt hay đồ giả nha. Em đã hỏi cho anh xin vía rồi. Đừng có hỏi. Năm nay có đứa 1, 2, 3, 4, 5, 6 nên nói chung là chị sẽ ăn mỗi đứa 1 cọng. Dạ rồi. 8 cọng. Cứ đi ra nhìn cái cọng của bà ngoại với lại cô giống học đang đeo rồi kia. Dạ. Yeah. Hôm nay chị tặng em 2 con thôi mà là mày dành tiền được không vậy? Không, vàng nó không hết đúng không? Đúng rồi. Chưa vàng 500 nó không hết đó chị. Mà bà ngoại với con giống ngọc đeo đó là nó không hút được nữa, không hết luôn, gian thêm luôn. Cảm ơn chị. Nha nha, chị hứa là chị tặng thêm đó. Con hứa không? Không hứa.
hay vậy? Không có ha. Vậy là đồ tốt rồi, đồ tốt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta xây nó không có. Còn ba cái sự kiện này ở sau nhiều nha mấy đứa. Dạ, dạ. Nếu nào mà muốn chơi layout gì ra sau lấy. Ôi trời ơi. Hết. Mình chơi ví dụ như bây giờ cái thân cháu nó máy này xài đó một cái nó áp vô gần giữa thiệt để mình lấy cái trùng với cận làm ở đây luôn còn cái kia là bắt cận không cái này mà bà vậy thì nó là không đẹp. Để giải thích cho nghe, thứ nhất con biết giải thích cho nghe khi mà nó lấy cái cận á là cái nít che cái mặt mặt ánh sáng vô nó không có vô. Ví dụ con nhìn bố, cô chú mà chúng cái dạy này nhớ liên hệ với bên đội ngũ ekip của trực diện vậy dung dung dễ thì mọi người sẽ hỗ trợ cho cái góc máy nó không đẹp cô chú là chỉ cách sử dụng như là ít nhất phải 15 độ để nó lấy được cái hình ảnh nó có cận hình nhất. Ví dụ như dạ nói chung nhà không có gì mà điều kiện. Ê hình như ai cũng tưởng là dàn thiệt cái nha. Hình như là ai cũng tưởng là dàn. Em có nghe bánh xèo nữa đó. Ăn có sức tiêu vàng chứ trời. Anh nè. Ai xúi con vậy? Ai xúi con bán cái vụ này vậy? Xúi gì bác? Giờ bữa nay đủ dùi, một dùi đâu đủ. Ủa? Một vui đâu rồi đủ. Gom cái tóc rồi để xíu nó làm sao đi. Xài tóc luôn rồi. Em có cái chiếc lông kìa hồi trong cái chuyện tóc thì mình đi làm tóc mua mấy hồi. Tóc là mình làm mấy thôi. Nhưng mà một vui. Xài tóc nè. Không thì cái tóc con nó bây giờ tăng, nó bây giờ trong kia thì ta uống bọn này ta dũi. Con tính làm đủ rồi luôn hả? Dạ không. Còn đủ rồi như là cái một rồi là bà rất to rồi. Thì nói chung là cũng thấy đeo về nó vui á ba, cảm giác nó giàu có. Mặc dù nó hơi ngứa chút thôi. Nhưng mà mình không giải là người ta không biết mình ngứa. Đúng. Mình cố gắng mình kềm á, chịu. Ráng chịu chứ. Là con cô bác mà đang xin dí vàng á, mình ráng mình kềm là mình đừng có giải. Đừng giải. Giải cái là kém sang rồi. Thương nhiều hơn là bị nói mà. Bây giờ những cái được thương đó. Vậy hả? Có nghĩa là người ta thương này gọi là thương gì? Thương gì? Ôi nhỏ nó ăn đi nữa. Anh nhỏ ra được luôn hả? Được. Nói chung là cứ thích mình nhất thôi. À vậy à. Dạ này gỡ ra là không phải bắt luôn. Mẹ quên, tối ngày sáng đêm không ai lại. Có ốc tiêu với mang nhỏ lấy chơi. Ốc tiêu với trà sữa rồi nó me hoài. Chị đừng nói vậy. Ai vậy? Chị nhìn trên đường khẩu đi. Ai tửng không? Nó hay lấy lắm. Mấy cái này nó hay lấy lắm nha. Nó tình như nó mượn. Nó tình nhỏ dễ sợ. Ăn mọi người. Ăn đi cho nóng nè. Thằng Túng nó không cho mình hai cái không gian sao. Chỉ có hai không gian không biết là để nó treo em ơi còn mặt nhưng mà tối nay thì có không có hai mưa rồi nha cả nhà thằng thấu mà sáng bánh xèo ăn trước bây giờ bố nghĩ nha con nghĩ coi nụng mình dựng logo của nhà tài trợ dựng bách quá mình dựng cái gì không phải có khung nó tiện lắm ba ly thẳng vô cái logo ba hả ba ly thẳng vô cái logo thôi để gì con đang nói chấp dựng sân khấu á vậy hả nó không có khung không gian để mình dựng đây qua đây ngồi ăn đi hiểu không mình bên kia nè cái dí nhưng mà cái đó có hai cái thang hai cái bên ngoài đổ bó ăn đây bó đây vậy sao bó mà ăn mỹ thì dùng đi rồi mình đi đây ăn mỹ đây đây ăn em cút mệt quá sao bó ăn vậy của tiểu đường thì mắc gì mình đã tới mấy cái món này đâu ba đang dùng cái phương pháp giảm cân ba không ăn luôn hả ăn nhưng mà ăn khoa học với lại ăn những thứ khác mấy cái này toàn là lên đường làm gì có rau mà ủa bữa nay thằng Nhông có lá cách rồi nha
tóm lại là rút lại là con phải báo sớm cái vụ Thường Thất nha. Dạ. Thì mình sẽ nhắn là những cái rất liên tục á, mình không báo nó là bây giờ là được anh nhắm cái giá nào mà là ưu ái nhất, ưu tiên nhất cho em cứ ưu tiên nhanh từ đây suốt một sao là chạy là anh làm con á. Thì anh coi chịu thấy để báo chịu tới đi công việc. Chứ gần tới đời tới nước tới đất rồi. Ăn đúng không? Bây giờ không cần chơi chúng luôn được không? Mượn cái dây vàng bự bự để cho các cô chú chụp hình. Có nha, có đem cái dây chuyền bự để cho các cô chú ai mà thích chụp hình là mình đeo vô mình chụp hình nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Sao? Không, vàng đó không có sợ lấy. Mấy cái vàng này á, có để quên ở đây cũng không có sợ mất. Thành ra là các anh chị cứ yên tâm nha, em đeo vậy cho nó an toàn lắm. Ai cũng sợ là đeo vàng nhiều có bị cướp. Nhưng mà thực ra vàng có để ở đây thôi, cũng không có ai lấy, không ai lấy hết trơn. Anh hỏi tôi mướn nữ viên về hả? Dạ. Showbiz luôn rồi, đi xem trên ấy chưa? Showbiz đâu mà showbiz. Cái cô cái gì nhỉ? Cô Tư làm giàu hả hay cái gì? Làm giàu cùng cô Tư. À, làm giàu cùng cô Tư ghê lắm mà. Dạo này mà chụp hình mà với lại nghệ sĩ diễn viên là cứ đầy trong máy luôn. Ghê thật. Dạ, em hân hạnh em chụp hình với chị được không ạ? Em rất là hân hạnh được biết anh là dạy sao việc dạ. Yeah. Anh nhớ post lên nha. Anh chụp rồi anh phải post lên nha. Post lên cái kênh hội quán ngôi sao mà giường cho em. Chụp với người nổi tiếng. Mệt quá. Vui nha cả nhà. Tối bữa nay rảnh rảnh thành ra là đi qua phụ lô tô. Nay đi phát vé với lại lâu lâu sẽ trèo lên hát bài. Giống bà hội đồng hả? Bà này bà hội trợ. Làm bản hả? Lên cả trước đi cho bí đoạn. Con không có thuộc lời. Có cái là không có thuộc lời bài hát á. Thuộc bài nào hả? Không. Bài giống tôi hả? Hát này bài nào cũng biết có điều không thuộc. Không thuộc một bài nữa. Khó thuộc lời bài hát quá. Con không biết sao luôn á. Karaoke á nhìn ghét giờ không có thuộc. Hồi đó đi show tụi nó vậy nè, ca sĩ rồi chảy vô chị Hồng là ca lại bản thì ca cầm tiền cho tụi vô để chủ nhà người ta la. Không thuộc một bài để ca. Không thuộc lời. Ba Minh, Ba Minh. Ăn ăn Ba Minh. Ăn miếng đi, ăn miếng đi. Trời ơi, đi qua ăn miếng đi rồi làm. Nhanh. Dạ, quý bà con cô bác mình rành rành thì tối chủ nhật mình đến chơi lô tô nha. Đặc biệt là các anh các chị mình chịu khó chở ba chở mẹ đến, chở ông bà ngoại ông bà nội đến để mình luyện tập trí nhớ nha cả nhà. Luyện tập trí nhớ. Sao nó quá trời bông vậy? Nó đang đứng đốt nhang tổ. Chưa gì hết mới đốt nhang cầm lên cái rớt chiếc bông luôn, rớt cái bịch luôn. Bữa nay tổ không độ. Tào lao. Tổ độ đó, ý là tổ nói là bữa nay làm tốt nha con. Tổ nói mày tháo cái này ra đi giờ tốt. Trời đất ơi, cái gì mày vậy trời. Mày sao qua được chị Dung. Đó, đeo đấu bàn chị. Như hai chị em xin đôi không. Chú cha ơi, cái cọng dây này chu cha mèn ơi. Xử lý chưa? Xử lý gì vậy? Không xử lý, đeo siêu nó ngứa, nó ra ten, nó ngứa. Em chịu ngứa quen rồi. Thì mấy chị em, mấy chị em nó như nhau nãy giờ chị đang kêu nó ngứa điên luôn nè. Ủa vậy hả, nãy chị nói với em thì không ngứa. Cái này nãy mới. Giờ ra mồ hôi. Đúng rồi, giờ mồ hôi nó ra, bắt đầu nó có dấu hiệu rồi. Có dấu hiệu rồi. À, có đưa cho ông Linh Linh mấy sợi đó, đến giữa chân hẻm mà nó ngứa quá thì nó gỡ ra. Ăn em. Cho chị chưa gỡ. Dạ. Dạ đúng rồi. 104 tuổi. Dạ. Ba cũng thọ quá mà. Dạ, được chưa? Đưa đây, đưa đây. Được chưa? Được rồi, được. Dạ. 104 tuổi. Trời cũng dữ dội vậy đó hả? Dữ dội. Mỗi bên hai chiếc nhẫn. Lắc, lắc dây chuyền, trời ơi bông tai. Trời ơi, chèn ơi, ăn miếng đi là nhanh nhanh nhanh, ngồi vô ăn, ngồi vô ăn.
ăn đi. Không, ăn miếng đi, quấn cái hai cái đi. Quấn cái hai cái đi. Ăn rồi sò. Thì ăn đi rồi xíu tô lại. Ăn miếng đi. Con quậy cả đêm mà. Trời ơi. Đưa đây coi. Đổi. Không, tại cái đít nó nhỏ quá. Cái đít nhỏ hả? Cái đít của em nhỏ xíu à. Đít nó lỏng quá. Đổi em còn nhiều lắm. Hát đổi đi. Nó lỏng quá phải không? Dạ. Vậy thì ấy nó lại. Cái này rớt nó tiêu cái đít luôn rồi. Không có, hồi nãy em chọn nó chưa có vô á. Con này rớt nó tiêu luôn rồi. Nó kệ nó. Lát đổi tao khác. Em còn nhiều mà. Còn phải không? Đó. Chứ còn ba cái đồ vàng vàng này, bông bông đồ ở sau đầy. Không có được kiếm gì đâu. Không có ra sao lấy. Ngứa quá rồi. Nó ngứa. Không có, cái này mình phải về mình xử lý cái đã mình mới đeo được. Con này mới mua về cái con ham muốn đeo luôn. Chắc là phải xử lý hả chị? Là làm gì là xi nó lại hả? Mình phải rửa sạch lại. Dạ. Bằng chanh với lại nước rửa chén. Sau đó đem phơi khô nó đi. Sau đó lấy sơn bóng xịt nó lại. Thiệt vậy hả? Ừ, là em đeo. Ai biết ai chị cho không? Chị Tuyền mập chị. À. Bữa lấy cái clip rồi. Ừ. Bộ bữa của chị là chị Tuyền mập tậu cho vậy đó. Ừ. Có kinh nghiệm quá trời. Là Tuyền mập truyền kinh nghiệm. Thành ra là bây giờ là mình mua về là mình phải xử lý xong mình mới đeo. Như vậy thì nó sẽ không ngứa. Ừ. Chị em đeo. Giờ nó hết điều màu rồi nè. Tháo lát nữa, giờ chưa đâu, lát nữa tháo ra cái nó đen. Nó đen. Nó xanh. Nghe cái chỗ con tay này nó xanh có dấu. Vậy là do không xử lý. Đó, em đâu biết xử lý đâu. Ừ. Bữa sau gom hết về đây chị xử lý cho, chị có mua đồ luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, sao mà chị đam mê giữ gì chị Dung à. Không có. Tại giờ mình đeo nhiều á, thành ra là mình phải nghĩ cách bảo vệ sức khỏe. Đeo vàng mà phải bảo vệ sức khỏe của mình. Đồ thiệt, cái nhà không đeo mà. Cái tánh hay quên. Đồ ngái đồ. Cái tánh hay quên. Cái tánh hay quên. Không biết dạ hay không nhưng mà hai mấy ngàn cộng á. À. Cũng mắc rồi đó chứ. Hai mấy ngàn cộng á. Ăn đi, ăn miếng hai miếng đi. Quấn miếng hai miếng đi. Nó đang còn nóng, ăn đi. Quấn đi, chán rồi. Chán rồi. Ăn đi, quấn miếng hai miếng đi. Được, vô ăn đi được. Nhanh. Ăn đi. Ủa kêu đồ ăn chi vậy? Dạ nay đi vàng đi giàu rồi, lên đời. Qua đây ngồi đây làm sao? Này ngồi đi, ngồi đi. Mọi cái này nó ăn chóng buồn quá trời. Thôi chóng buồn hả? Ờ thì ra đây ngồi. Con ăn thịt. Tối nay cái tim của em mà. Đó. Bây giờ xin ra quay trọng. Ngon lắm nha, bánh xèo này đặc sản miền Tây nha cả nhà. Hương vị rất là miền Tây. Còn nhà làm nữa. Đúng rồi. Đích thân cô giáo Ngọc đổ. Lâu lâu giới thiệu mỹ phẩm miễn phí ở sau bà con của bác ra soi da với lấy miễn phí dùng thử nha. À. Với lại ở bên này mình phụ bạc miễn phí nha. Dạ. Lâu lâu nhắc cái đó giùm chị. À, soi da với lại có mỹ phẩm xài thử miễn phí. Rồi gọi phụ bạc miễn phí. Rồi sẵn mấy cái sản phẩm của anh Khương đang có chương trình mua 2 tặng 1. Tại cái phim Loto này thôi. Mua trực tiếp ở đây. À mua trực tiếp đây nè. Đi làm về là mở lên coi em với Thương Dừa. À nguyên tim, nguyên tim. Nguyên tim đúng rồi. Dạ. Đợt này về lâu không? Về có 1 tháng à, nhưng mà thứ ba đi rồi. À thứ ba chị đi rồi. Ngày nay chị về chị công chuyện nhiều quá. À. Muốn xuống đây lắm, hôm qua muốn xuống luôn á mà mắc mưa. À qua mưa quá không xuống hả? Má đi. Rồi má, má ở nhà có coi anh Khương không? Má không có coi được. Có vậy hả? Vậy hả? Nghĩa là chờ má đi cho má biết hả? Chờ đi, chờ bà nghe thôi chứ bà cũng thấy rõ mấy. À. Mê lắm à. Nói để hoài em coi lại mấy cái răng, làm mấy cái răng mà cũng không có thời gian. Thì được sau đi, được sau về đi. Đợi tới năm sau là về gán cái gì gán em. Dạ để dạ. Cảm ơn chị. Chớp 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 chớp. Đâu 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 điện thoại đâu. Chị em mình selfie đi ha. Selfie đi, selfie luôn.
là này lắm nè. Anh Cương hình như em thấy tết ủng hộ ổng mấy chục triệu đồ này kia đó mà không gặp được ổng. Vậy đó hả? Không gặp được ổng. Chụp cái này chụp áp đi. Đúng rồi, chị xài cái áp gì cho nó lồng lộn lên chút chị. Tắm nữa. Trang LTP nè, rồi nói chung là nguyên team. À, rồi có nghĩa là đó. Nguyên team là nguyên nhóm đệ tử đây này kia là coi hết. Dạ. Coi hết. Vậy đó hả? Nhưng mà Thư vừa là với em là hay coi nhiều nhất. À, với gì? Với Kim Kiết. Kim Kiết. Dạ. Trời ơi, coi hồi lúc mà trà sữa mới xanh luôn á. Vậy đó hả? Trà sữa nó tối rồi kìa. Ừ. Nãy giờ chị thấy trà sữa chưa? Em chị nó nói trời đó ơi, đi vô tôi kiếm cái ông Phương Dừa cho chị kìa. Đó, anh Phương tới rồi đó, đâu mới nói tới rồi đó. Để anh Phương qua chụp với anh Phương tấm hình. Đó. Nói năm trước về cái ủng hộ Yến, ủng hộ Trang Neo TV. Lúc vậy đó cũng, lúc nói chung là lúc đó cũng chưa có biết em nhiều. Dạ, sau này cái chị mới coi là thấy dễ thương quá trời, coi hoài. Coi hoài luôn hả? Đi làm về là bỏ vỏ đó, cơm nước xong xuôi rồi tắm rửa là lên giường dặn coi cho tới có khi hả 12 giờ 1 giờ cũng còn coi nữa. Thấy thương vậy? Thiệt. Trời ơi, coi còn để thời gian để ngủ đi làm. Nhưng mà làm như nó quen giờ đó rồi em. Vậy về đó, là cái thảy vỏ đó, tắm rửa ăn cơm rồi là cái leo giường mở, không mở gì coi hết trơn. Cái mở hết thương vừa là tới dùng. Dạ. Mà không có tới thầy Kính Thiết, mấy đứa nhỏ vòng vòng. Dạ. Là bữa nay tới là phải kiếm cho bằng được ông Hương Dừa phải không? Thương Dừa. Chụp đi, đi qua chụp chơi, chụp với anh Thương đi. Nè, là ở đây luôn nè, Thương qua Dừa. Chụp. Thương Dừa. Anh Thương, em. Chị ở bên Mỹ về. Cho chụp coi. Cho chụp coi. Thần tượng nha, thần tượng của anh Thương đó. Từ bên Mỹ về đi kiếm cho bằng được đó. Thương mấy anh chị từ xa về đi kiếm anh Thương cho bằng được. Giờ này thì đang bắt đầu đông dần rồi nha cả nhà. Đang đông dần lên rồi. Bình thường thì đêm chủ nhật sẽ đông hơn, nhưng mà bữa nay do trời mưa thành ra là giờ này bà con cô bác tới cũng chưa có đông lắm, nhưng mà cũng đầy sân rồi cả nhà. Lia dầm cho cả nhà thấy. Rồi ngồi chơi ha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ đi qua má ơi. Dạ. Giới thiệu dạ. Lụa ăn rồi. Hồi nãy lụa ăn rồi. Dạ. Để anh chụp cho. Dạ hôm nay là chủ nhật 23 tháng đồ của người nha. 24. Ok. Ok. Vô đi con, vô đi. Mên Khương. Cắt chút đi. Đưa đem chụp cho. Dạ không, có gì đâu anh. Có gì đâu anh. Không mà cô hồi nãy cô... Quá trời vàng vậy. Dạ mình đeo vậy cho nó có năng lượng. Xin miễn nghi. Dạ xin miễn nghi. Dạ đeo. Mấy ngày nó bay? Thường khoảng cỡ 3 ngày. Nếu như mà mình không xử lý, còn nếu mà mình xử lý tốt thì là đeo khoảng cỡ 3 tháng nó sẽ ra ten. Coi mê lắm. Coi mê lắm hả? Trời ơi thức đêm coi luôn à. Quá trời giàu. Em coi chương trình thấy chị vậy. Rồi có chụp anh Khương, chụp anh Khương trước đi. Chụp anh Khương trước đi.
Rồi, rồi điện thoại chị đâu? Ai chụp cho chị? Đưa đây. Em chụp đó. Em chụp chị á. Đưa đây em chụp cho. Em đi phát vé lâu lâu chạy lên kêu tắm. Số nào biết kêu hả? Rồi. Rồi, chụp với chị Dung nè, dư Dung à. Dạ anh chụp lại anh. Coi hư Dung Dân nha, coi truyền hình thấy chị nè. Anh ra ra. Đây nhìn đây, nhìn đây chị. Em đeo em coi chừng ông nào ông đi 500, ông sách cục 500 ngàn đó. Trời chị coi chương trình thấy em với Hương Dù nè. Hôm nay sinh nhật chị lên đây chơi với em nè. Trời bữa nay sinh nhật chị lên chơi. Chị lên đây chơi với em nè. Chứ là để em lát em kêu bà xã em đổ bánh xèo để cho tên sinh nhật chị tên gì? Đổ bánh xèo khác để Dân tên Dân. Để bánh xèo để cho chị Dân được. Mà để xíu nữa em đi ghi tên đi, nó hôm nay sinh nhật những ai á, cái mình chúc mừng sinh nhật á, cái mình mời lên sân khấu chụp tấm hình. Hôm nay gì ạ? Hóc môn đó, hóc môn rồi, tàu quạ dưới ở bên nước á, còn nổ á. Vậy đó hả? Chơi quạ quạ chơi, gặp mưa lên đây chơi. À, nghe tàu quạ chơi rồi lên chơi. Xuống chào bà cô chờ anh nãy giờ. Dạ, cảm ơn chị. Đây đây đây, từ từ. Giả làm hàm răng vậy đó. À, làm hàm răng. Em tính đi bố về đăng ký làm hàm răng nè. Ghi tên chị, bữa nay sinh nhật chị, để đi hỏi một vòng một quán có ai sinh nhật lên đăng ký để mình happy birthday cái mình mời lên chụp tấm hình. Vâng, rồi. Chị Vân, Trần Thị Du Vân, Trần Thị Du Vân. Chị Như Vân. Chị Thu Vân. Trần Thị Thu Vân. Chị Thu Vân, chị Thu Vân. Trời ơi, coi chơi Dung Dân dễ số 7 nào không coi truyền hình nữa đó, hai chồng mở coi. Vậy đó hả? Ơi, coi hay làm nè, hàm răng nè, đủ thứ đó rồi. Đóng bộ phim gì đủ hết rồi. Chị có sầu riêng nữa nè. À, dạ dạ, em cảm ơn nha. Sao chẳng coi đó. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật chị nha. Em dạ. Nói chị mà, chị 46 tuổi á. Chị 46 hả? Ừ, tuổi mùi đấy. Sao nhìn trẻ vậy? À, con chị hôm nay á, một mét mấy, bảy mấy á. Trời, con mét bảy mấy luôn rồi. Mét bảy hai, bảy ba vậy á. Ồ. Cái hai 21 tuổi nè. Dạ. Hai chồng đi. Xíu nữa nha, xíu nữa lên chúc mừng sinh nhật nha. À, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. À, bữa nay Hưng có sinh nhật không? Dạ không. Vậy hả? Ngày qua rồi, sinh nhật em tháng 7. Bữa nay tháng 10 đúng không? Tháng 10. Tháng 10. Để mời coi ai sinh nhật tháng 10 lên đăng ký giùm cái. Không, để mời sinh nhật á, xong rồi mời các cô chú anh chị lên sân khấu á, cho hát happy birthday chung cái, xong rồi chụp tấm hình với anh Cương này xuống. Để cô chú vui. Thông báo em, thông báo trên mic á. Lấy cái mic thông báo để không, hồi nãy chị nói anh Cương ok rồi. Bà con cô bé vui mà. Rồi, ok rồi. Thiệt. Thiệt. Đây, đỡ mất đây chị. Thiệt không? Thiệt, mình hát thêm mình đây cho người ta vui. Thấy chị nghi ngờ thôi. Thiệt mà. Mở mất đi. Dạ, kính thưa quý bà con, cô bác, các anh chị. Ai mà có sinh nhật trong tháng 10 á, thì mình lên phía sau cánh gà này để mình ghi danh sách nha. Để xíu nữa mình sẽ hát happy birthday chung với nhau cho nó vui vẻ nha cả nhà. Dạ, sinh nhật tháng 10 lên trên đi đăng ký à. Dạ. Sao Tư Ú sinh nhật tháng 10 hả? Đúng rồi, em sinh nhật tháng 10. Ok, ghi vô Tư Ú, xíu nữa lên chung. Không, mình làm thêm chương trình nó cho vui á, người ta thích lắm. Bữa sau. Ừ. Bữa sau người ta ấy á, người ta được tổ chức á, người ta cảm giác là được lên sân khấu hát nè. Em tháng 10 nữa nè. Ghi vô. Thủ Phước. Chị tháng 11 chị ké luôn hôm nay được không? Không, trong gì chị. Tháng 1 là 3 tháng 1, đúng tháng chị. Hả? Em hát hả? Đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Câu sao là gì đây? Ê, mình xong ca nha, xong ca nha. Dạ, được. Đây. Xong ca nha, đúng không? Đấy, bài gì ta? Bài gì từ từ để chị lục lời á. À, tí nữa đi, nếu mà có xong ca là xong chương trình á thì hai đứa lên xong ca ha. Để nhớ coi có thuộc cái bài Sầu Tím Điệp Hồng không, thử coi. Trời ơi trời. Từ lúc quen sao nhau rồi? Chưa nói một lời gì tỏ rằng ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu.
nhớ thương đầy vơi, nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời. Cái hát chay này nó bình thường lắm nha, bắt đầu đưa mic lên đó. Cái gì nó lộ ra cái đó. Ê, học một bài coi để con xong ca coi. Bây giờ khi mà hát live này á nó không có lộ, hiểu không? Khi mà quay lên clip á nó đâu có lộ đâu. Nhưng mà bắt đầu qua cái hệ thống lọc âm thanh á, bắt đầu nghe lại hả? Trời ơi, đúng nhiều khi là không dám để luôn. Ba xin thưa với ông bà cô chú quý vị khán giả, Dung là đã hát rất là nhiều chương trình rồi. Ủa đâu mà hát nhiều chương trình? Nhưng mà vì sao mà không có phát trên kênh YouTube của Khương Dừa là ông bà cô chú hiểu rồi cái gì nữa. Khổ mấy người edit lắm. Nè mỗi đứa sợ tối nay ăn Phước hát đúng không? Dạ đúng rồi. Đeo cọng ra ngoài cổ áo cho chị. Đúng luôn hả? Ừ, đeo vô. Nói chung tối nay mình hát mình phải nồi đó. Đeo ra ngoài cổ áo. Đeo vô. Mình chung tim với nhau mình phải vàng vàng như vậy á, đừng có để cái cổ trống như vậy biết không? Bà con cô bác quánh giá mình đó, ok. Đây. Nay chị mới cho Linh Linh á. Vậy rồi. Đó nó khác liền thấy chưa? Đời nó lên. Đó nhìn Linh Linh nè. Ủa. Cái bộ kia đâu? Không, tại vì em là bị nghèo. À, dây nghèo hả? Dây nghèo. Hai cộng với vậy nghèo dữ chưa? Đó thì cái này là để chờ. Lát nữa em lên em có nói là bà Dung Nhân dễ phát. Vàng mới được phát hả? Có đeo không? Đưa đây cho cái nè. Hơi khổ lắm chị. À, đang khổ luôn hả? Sinh viên. À, sinh viên hả? Sinh viên nghèo. Ờ, là tối nay có kịch bản luôn hả? Hôm nay là kịch trong lô tô. Rồi hả? À, hôm nay là tụi em thử một cái là... thử nghiệm một cái thể loại mới cho mọi người. Kịch lô tô. Ghê vậy? Là xen kẽ từng vòng lô tô sẽ là kịch. À là có hát xong rồi tới kịch, xong rồi lại hát, xong rồi lại kịch. Nó là một đó là một cái kịch bản luôn. Đó là một cái set luôn. Ồ. Dạ. Mới sinh nhật hôm qua luôn á. À thì đây ghi tên. 11 tháng 10. 11 tháng 10 á. Đây ghi tên chị. Ghi tên gì? À, tên gì để Thành Tuấn ghi, để xíu nữa mình lên sân khấu mình hát cái đi bắt đây cùng với nhau. Áo đen mà giải mình đó hàng gì á. Chị Thành Phước. Là 19 tháng 10 cái gì á. Ghi luôn. Ủa, không dám lên. Để xíu ghi. Đây nè, sinh nhật nè, thấy chưa? Chị Hồng Phước. Rồi, selfie đi chị, điện thoại mình đâu? Đây. Ok là. Tuấn. Tuấn vô đây Tuấn, cầm tú cầu. Chị có chụp cái Dung rồi nhưng mà bây giờ chụp nữa, thấy mà đeo vàng nhiều quá. Thấy chưa, đeo vàng nhiều cũng là một cái sự chú ý đó. Chứ làm sao, chụp với Dung mấy hôm rồi, giờ đeo vàng nhiều quá. Ok. Ê, bữa nay có vụ sinh nhật vui á. Có. Sinh nhật tháng 10. Mình tổ chức một lần. Đúng rồi hả? Tháng sau tổ chức sinh nhật tháng 11. Đúng rồi. Hợp lý luôn á. Để xíu nữa lấy quà nha. Quà gì vậy? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Em mời chị lên cho nha. Không, mỹ phẩm xài thử. Thôi, đưa đi, tụi em tặng luôn đi, xài thử. Tụi em tặng luôn hả? À, ok. Mấy set á, đưa cho mỗi người, tặng cho mỗi người 2 set. Để em coi bao nhiêu người lấy đúng bao nhiêu set. Ờ. Lấy mỹ phẩm xài thử lên. Mới vừa mua bộ mỹ phẩm rồi cho nên là đang khuyến mãi thì không mua nữa. Bữa Bé Hạnh nhắn mua nữa thôi, không mua nữa. 5 set mà cho em 6 set xây cua. Ok. Thì cứ ấy đi, cứ xài hết đi rồi mua sau. Chị mới xài hết 2 lọ rồi. Bữa mua muộn. Thấy sao có em không? Chị xài 2 bộ mà. Vậy hả? Xài 2 bộ rồi hả? Là đang bộ thứ 2 hay đang bộ thứ 3? Đang bộ thứ 2, bây giờ chuẩn bị qua bộ thứ 3. Ồ, thấy ok không? Êm không? Được phải không? Trời ơi. Nó bớt rồi nè, nhưng mà da chị có tàn nhang. Bữa nào xuống cho Bé Hạnh. À, xuống Bé Hạnh nó xử lý. Xuống cho Bé Hạnh. Thấy bớt hả? Bớt nhiều không? Toàn khoảng bao nhiêu phần trăm? Cũng 60% rồi hả? Trời đất ơi. Chuẩn bị qua bộ thứ 3 rồi. Ok, sắp xếp đi xong hẹn Bé Hạnh nó xuống nó xử lý tàn nhang cho nha. Bữa nào chị nhắn Bé Hạnh xuống gặp. Ok, cảm ơn chị. Rồi, tối nay để có. Còn ai nữa không? Còn ai sinh nhật tháng 10 nữa không? Dạ. Ai ạ? Lấy cái tờ giấy để chị đi viết tên sinh nhật tháng 10. Đưa chị tờ giấy này chị đi viết tên ra, còn ai sinh nhật tháng 10 nữa không? Chị viết đâu? Viết tấm cầm hay vậy? Tuấn cầm cái viết không Tuấn? Ủa có cây viết à hả? Vậy chị coi cái còn ai sinh nhật tháng 10 nữa không? Ừ.
À chị thấy à. Ai ai sinh nhật tháng 10 nữa? Anh ngày như tháng 10. Tháng 10 mà âm phủ á. Trời ơi. Mới nói là nó mở hàng gì kỳ vậy? Đâu có đâu. Sao hả? Nói chơi á. Nói chơi hả? À? Mình kêu vô cho nó đông đi. Thôi, để nếu mà không phải nói thực tế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đâu có nhận quà cáp đâu. Đâu. Có quà luôn. Có. Lên hát em bên đây chung rồi chụp hình với nhau. Lên sân khấu có luôn. Có vàng không? Vàng. Muốn vàng hả? Muốn cái đó đẹp quá. Trời ơi, mấy anh chị ơi, đeo nó ngứa dữ lắm. Có lần vàng để đi đổi căn cước lại. Đổi ơi đổi. Ơi. Chúng đang giới thiệu. Ok ok ok. Dạ. Giờ tháng 11 không? Ê, nãy giờ tháng 11 đúng không? Tháng 11 thì tháng 11 qua là mình làm chương trình tháng 11. Tháng 11 qua nha. Cứ mỗi tuần là mình làm chương trình sinh nhật của tháng. Tháng 12 mình làm sinh nhật tháng 12. Ủa anh đeo vàng anh có bị ngứa không? Anh hả? À, lâu lâu nó có hơi nhọt nhọt. Ai vậy hả? Trời đeo vàng sao cái này đeo nó ngứa dữ quá. Cái biết sao ngứa không? Không. Để lâu quá nó hầm á. Mới mua luôn á. À gỡ ra cái anh đeo cái còng này gỡ ra nó có bị đen cổ không? Đen cổ là cái mồ hôi. Em gỡ ra bị đen cổ luôn, đen tay luôn. Cái đó là bị nó bị ra đen à. Nó ra đen. Ê, cũng đeo như nhau mà bên này không ngứa không ra ten, còn bên này ngứa ra ten. Tại này là biết gì không? Mồ hôi dầu. Hàng xịn, hàng Mỹ. Hàng Mỹ đeo là phải đen. Không, hàng Hồng Kông á. Hồng Kông hả? À? Mua ở trên bên chợ lớn vậy? Kim Biên. Bên không chợ lớn. Trời ơi, ai cũng đòi tặng vàng không rồi cả nhà ơi. Mà cảnh báo rồi nha, ngứa lắm nha. Bởi vì mới nói. Dạ, còn ai sinh nhật tháng 10 nữa không ạ? À? Tháng 12 chờ tháng 12 mình tổ chức. Tháng 7 được chứ. Tháng 10, tháng 10. Có ai sinh nhật tháng 10 nữa không ạ? À? Có không em sinh nhật. Có không? Ai sinh nhật tháng 10? 25 hả? Cô hả? Ghi rồi phải không? Ghi rồi phải không? Để mình lên chúc mừng sinh nhật nhau cho nó vui á. Dạ có ai sinh nhật tháng 10 nữa không ạ? À? Không. Trời ơi. Nhiêu tháng 10, nhiêu tháng 10? 10 tháng. À, trời ơi, làm mới có mấy ngày chị tên gì? Dạ Vy. Em giàu dữ hả? Nói sao em giàu dữ hả? Đâu có lại vậy mới lại chị á. Kìa, đeo vậy mới lại chị á. Dạ. Có được quà là tặng. Lên hát thế hát thế mình bước đây với nhau, có quà luôn. Lên hát. Ừ, lên hát chung cho vui. Cái gì Vy chị? Tường Vy. Chị Tường Vy. Miss. Mấy tháng sau em già quá anh, chỉ biết viết cho chị coi. Em hả? Có biết viết gì không? Ý là vàng nhiều hả? Dạ. Trời ơi, em chị chỗ mua ai cũng có thể mua được hết. 21.000 một cộng. Mấy cái này mua, mấy cái này mua nó mới khó thôi chứ còn của em mua dễ lắm. Dạ. Bao nhiêu tháng 10? Bao nhiêu tháng 10? Này á. Ừ. Dạ tháng 11 mình tổ chức. Em cũng tháng 11 nè, mình tổ chức chung. Dạ có ai tháng 10 nữa mà ai sinh nhật tháng 10? À ngoại sinh nhật tháng 10 hả? Vui à, bữa nay có cái chương trình tổ chức sinh nhật vui à. Ngoại nhiêu? Ngoại nhiêu? 10 tháng 10. 10 tháng 10 luôn hả? Rồi, ngoại tên gì? Rất vui lên xấu xấu lắm. Không, lên cho vui. Cô gì? Cô gì? Lên. Cô Nga. Lên đi đứng chung xong rồi chụp với anh Cương tấm hình. Xong rồi mình nhận quà cái mình xuống. Trời ơi. Đúng không? Dạ có ai sinh nhật tháng 10 nữa không ạ? Bên đây lộng lẫy hả? Đeo vậy cho nó giàu. Đeo vậy cho nó giàu. Dạ. Tháng 10 hả? Chờ chờ em chút, chờ em chút, chờ em chút. Anh gì? Đeo vậy cho nó giàu. Tặng cái gì, tặng cái gì? Đồ tử, tháng nhiêu tháng 10? Bao nhiêu tháng 10? 10 tháng 10 á. 10 tháng 10, ủa cho ngày đó ngày đẹp hay gì, xinh quá trời ta. Nãy giờ là toàn 10 tháng 10 không? Mà bữa nay. Muốn này hả? Ý là sinh nhật muốn nhận quà này hay sao? Bữa nay mấy rồi? Bữa nay 13.
Nhưng mà sinh nhật trong tháng 10, trong tháng 10 mà. Trong tháng 10. Trong tháng 10. Anh tên gì? Văn Nam, 10 tháng 10. Anh Nam. Cảo nãy giờ không dám kêu cả, thấy giờ nào. Sinh nhật qua hả nó rồi. Đã nói là sinh nhật trong tháng mà, tháng 10 là mình tổ chức với nhau mà. Anh Nam. Cộng dây chuyền được không? Cộng dây chuyền được không? Lấy dĩa. Lấy dĩa hả? Dạ không, lấy dĩa đi. Đeo vàng vậy mà cũng có người lấy dĩa nữa thấy không? Dạ, cảm ơn chị. Bao nhiêu tháng 10? 22 tháng 10 rồi. Hôm nay thương quá trời luôn, thương nhất cái cổ nào hả? Dạ thương giờ cũng thương cái cổ đó. Vậy đó. Đó, cậu đó mới là bự nhất. Cái gì? Ai sinh nhật? Em. Chị gì? Chị Hoài Linh hả? Hà Huệ Linh. Chị Huệ Linh. Thương với cái cổ với cậu, bữa nay thương cái cổ với tay quá trời. Vậy đó, đeo vậy cho nó giàu. Cho nó giàu hả? À? Dạ. Vậy thôi cho em mượn nó bớt cộng đi. Xíu nó đi mượn cộng qua bà ngoại cho đeo. Cậu bà ngoại là đó, mình cậu xin vừa đấy. Đâu, hai cộng lận, hai cộng lận, ừ, hai cộng lận. Ngoài thấy không, nãy giờ. Nguyễn Thị Diễm. Ai? Nguyễn Thị Diễm. Diễm hả? Chị Diễm hả? Diễm, bé hai chế quà. Bé Diễm. Ê, bữa nay tổ chức sinh nhật vui á nha. Ngoại sinh tháng mấy? Hả? Ngoại tháng mấy? Qua rồi. Qua hả? Ngoại 18 tháng 9 xong rồi. Thôi vậy năm sau tổ chức. Hả? Được hả? À, để chị ghiêng được cho nữa. Sao ngoại? Dạ dạ, mà con tặng ông bà ngoại đó. Này quá mình trời, quá quà hấp hôn thôi chứ không có gì hết trơn á. Quà hấp hôn hả? Dạ. Trời ơi. Được không? Được không? Quằn cổ à, được. Cổ luôn á. Tháng 10, sinh nhật tháng 10. Dạ, cháu ngoại, ngoại cộng ông bà hả? Rồi, dạ chụp hình cho ông bà ngoại cái này xà lụa. Bà ngoại đứng dậy đi, bà ngoại đứng dậy đi. Trời ơi, rồi chụp hình nè, xin tấm hình nè. Quá trời. Bán mới bán đây mà giờ giàu ghê không? Dạ quý bà con cô bác, nếu như mà mình đi đều đi đủ á là Dung Nhan Dung Dễ sẽ tặng cho mỗi người sợi nha. Chị muốn không? Đi đủ cho em nha, đi đều nha. Cái gì với vàng là em tặng được. Mọi cổ quá hả? Muốn được tặng đúng không? Muốn được tặng đúng không? Hả? Anh muốn được tặng đúng không? Hồi nãy đeo rồi. Nó nặng quá lấy ra rồi hả? Trời đất ơi, thiệt chứ. Cái gì chứ em rộng rãi lắm, nói chung là mấy cái vàng này em tặng được nè con trai. Nè đó. Anh sao? Lấy ra chai được đúng không? Thôi không sao. Cái này á con đem về con lấy sơn bóng á con xịt qua nước. Để mình đeo cho nó đừng có ngứa. Ừ nha. Cái anh mượn hả? Thấy chưa? Tôi nó muốn xin mà nó cho bộ nó mượn. Không sao. Cái này á là mẹ là khách VIP của Dược Mỹ Phẩm 4D. Mua hoài thành ra là tặng một cọng dây chuyền, ghê chưa? Cảm ơn hai mẹ con. Thành được nữa đúng không? Dạ. Thành được đúng không? Được gì chị? Sinh nhật tháng 10. Bữa nay nè. Bữa nay luôn hả? Bữa nay nè. Không, okay. Đó là thành lễ. Thành được. Tại vì sinh nhật là phải ghi tên khai sinh. Đổi sợ này. Em đổi hết luôn. Em đổi hết luôn. Em đổi hết luôn. Lấy cái cọng này thôi. Đổi hết lấy gì em đeo. Vậy hả? Ừ. Thôi. Qua anh ấy đeo đi. Anh đeo cái này quen rồi. Anh đeo qua cái này nó ngứa lắm. Biết rồi. Đúng rồi. Anh đeo cái này nó nhọt. Con có mặt có gì? Ê, ngó bộ bà con cô bác thích vàng nha. Bữa sau chắc làm sinh nhật tặng cho mọi người cọng dây chuyền. Nè. Từ từ coi bao nhiêu người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 người sinh nhật. Để bữa sau á, là mình cố định, ví dụ như là tuần thứ 2 trong tháng mình sẽ tổ chức sinh nhật của tháng. Đúng rồi.
mỗi tháng vậy là em sẽ mua dây chuyền này, báo cho em biết số lượng sơ sơ. Cứ sinh nhật lên tặng cho cộng dây chuyền đeo vô cổ. Tặng đơn giản vậy thôi á. Mình làm cho nó có đặc biệt của hội quán mình phải không? Đó, mình chơi vậy đó. Vậy thì phải treo thêm cái logo 4D vào nữa. Không, đừng có như vậy, người ta biết là vàng nó từ cái chỗ đó ra, người ta mất tin tưởng biết không. Mình làm cho nó giống thiệt, bà con cô bác vui nữa. Mang cái sợi giống như của ông ngoại á, tặng cái sợi đó. Tặng mà nhiều người, nhiều ông bà cô chú không biết giải, ta tưởng thiệt thì đi ra đây mất công cái là ta quay lại ta ghét chị luôn. Đâu, cái này anh Khương tặng mà đâu phải chị đâu. Thấy chưa, từ chiều đến giờ đeo 10 cộng giờ còn bao nhiêu cộng thấy không? Em thôi được rồi. Hả? Tặng quà của em chơi thôi được rồi. Không, ý là mình có tặng thêm cộng dây chuyền đi cho nó ớt xà lách. Mười người rồi kìa Tuấn. Dạ, mười người. Để chị lấy dư dư thêm. Dạ yeah. Để con thêm gì tặng được nữa không ta? Thôi vậy được rồi. Bữa sau có cái túi sắt nữa, bữa sau mẹ, tặng mẹ cho ai á, cơ bắp vẫn này được này, cơ bắp này. Chắc bắt đầu là cho vào cái khay, bắt đầu bê khe này. Chắc là mình làm sinh nhật vô tuần thứ hai trong tháng đi. Dạ yeah. Có nghĩa là mình tổ chức cứ tuần thứ hai trong tháng là mình tổ chức sinh nhật cho cái tháng yeah. đó. Dạ. Hợp lý á, để kiếm ai kiếm, kiếm quà. Ờ đúng rồi, để người ta biết cái ngày đó người ta tới người ta làm dạ. sinh nhật dạ. Đó. Vậy cũng được á. Vui nè. Kiếm thêm một cái đơn vị làm bánh kem nữa, xin tài trợ một cái bánh kem ngày hôm đó. Hợp lý á. Được cho mọi người lên hát chung nhau, thổi chung cái bánh kem rồi xuống, chụp hình rồi xuống. Mà làm bánh kem giả đi, xong bưng vô. Hoặc là không, từ từ để xin tài trợ chứ. Hoặc là quý bà con cô bác ai mà có muốn hỗ trợ cái bánh kem mỗi tháng một cái á, thì dạ. bà con cô bác có thể liên hệ với lại hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ, cái nhỏ thôi quý bà con, nhỏ thôi. Để cho nó vui thôi. Nhỏ cỡ này thôi. Cũng bà bực cỡ này thôi. Cách chừng 30 đi, cái bánh kem 30. Dạ. Vậy là vui rồi. Quá vui chứ. Ừ. Xong ai cũng cầm cái bánh kem chụp hình. Vui nữa. Ý kiến quá tuyệt vời. Idea đúng không? Good idea. Không, cái này bà con cô bác thích lắm. Nãy giờ yeah. chị đi đạo một vòng thấy bà con cô bác thích. Yeah. Good không. Job Dung. Còn không, nếu mà tặng cho mỗi người cộng dây chuyền này nữa là vui nữa nè. Tại vì năm nay phải tặng thì nói trước. Không biết công. Thì nói trước chứ nghĩ sao đi tặng sinh nhật một cái cộng dây chuyền này. Ý là nói trước không dùng. Thì dặn á là về đeo cẩn thận, nhưng không có là nó ra ten nó ngứa là bà, là bà con cô bác biết rồi. Này mua chứ rồi mua. Em mua một giỏ để rắn sinh nhật hẳn một năm. Mua số lượng xỉ về. Mai mốt làm cái logo hội quán của Sa Mì Dường nữa, cái mặt dây chuyền á. Đeo luôn. Dễ thương á. Cái điều phải xử lý sao cho nó đừng có ra ten, có nó ngứa, bữa sau mình phải tặng thêm phước sức kẹ nó mệt lắm. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Bà con cô bác mình nhớ cái lịch mà sinh nhật thì Thành Tuấn sẽ chốt lại rồi sẽ thông báo nha. Dạ. Có chốt tháng, là tuần thứ hai không? Dạ, tuần thứ hai cũng được. Tuần thứ hai trong tháng có nghĩa là cái tuần đầu tiên. Tuần đầu tiên của tháng là bỏ, tuần thứ hai thì là sẽ là cái tuần tổ chức sinh nhật. Dạ. Ok la ha. Ok la. Với sự đồng hành của chị Dung. Trước tiên là mình đã có sự đồng hành với chị Dung rồi, còn bánh kem bánh kiếp thì từ từ xin. Dạ. Đó, dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Nói chung là hội quán cũng cố gắng tạo thêm cái niềm vui cho quý khách cũng như là bà con cô bác yêu thích tim Khương Dừa cũng dạ. như là yêu thích hội quán. Thì làm sao để tới vui vẻ mà có quà đem về đúng không? Dạ. Dạ, bà con cô bác mình đến đông đông đủ đủ nha cả nhà. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều.